拜。Huyện Côn Đảo cách Vũng Tàu 185 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 230 km, cách cửa sông Hậu Cần Thơ hơn 80 km. Côn Đảo có bờ biển dài 200 km, nhiều bãi tắm như Đất Dốc, Bãi Cạnh, Đầm Trầu, Hòn Câu, Hòn Tre. Hòn đảo lớn nhất trong quần đảo này còn gọi là Côn Lôn hay Côn Đảo, rộng hơn 51 km vuông. Sử Việt trước thế kỷ 20 thường gọi nơi này là Côn Lôn hoặc là Côn Nôn. Côn Đảo từng được biết đến là nơi giam giữ và lưu đày tù nhân lớn nhất Đông Dương trước năm 1975. Ngày nay, Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan với các bãi tắm và khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia Côn Đảo. Chào cả nhà nha, mình vừa đến Côn Đảo. Sáng mình mấy em nữa trẻ chuyến bay luôn, lần đầu tiên mà mình phải chạy mà đi từng phút một luôn, mình vừa kịp ra được máy bay. Ra tới Côn Đảo gì đó mình bằng bữa nay là thời tiết đẹp nha. Hay vừa hết mưa xong luôn. Đẹp lắm. Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi Côn Lôn có nguồn gốc từ tiếng Mã Lai là Pulau Condor, tạm dịch là hòn bi. Người Châu Âu phiên âm thành Pulau Condor trong các văn bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Riêng tên trong tiếng Khmer là Australet. Căn cứ vào các kết quả khảo cổ học, các nhà nghiên cứu cho rằng Côn Đảo đã có sự hiện diện của con người từ thời tiền sử qua các di vật công cụ tạo tác được xác định vào khoảng giữa sơ kỳ thời đại kim khí và có mối quan hệ mật thiết với di vật gốm thời tiền sao Huỳnh sớm ở Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Nằm cách xa đất liền nhưng do nằm ở vị trí thuận lợi trên đường hàng hải nối liền Âu Á nên Côn Đảo sớm được người phương Tây biết đến. Những ghi chép ban đầu của một thương nhân người Ả Rập sống vào thế kỷ thứ 9 là Solomon được các tài liệu Pháp dẫn lại có ghi nhận một quần đảo tên gọi là Sandefjord nằm ở vùng biển phía nam Trung Hoa. Ông cũng khẳng định đó chính là đảo Hulekhondur, tọa lạc tại địa điểm cách đồng bằng sông Mekong 40 dặm về phía nam, tương ứng với vị trí Côn Đảo ngày nay. Đang chuẩn bị đi ra bè ăn nha mọi người. Ở đây là bến đầm, mình sẽ đi ra ngoài bè đằng kia để ăn kìa. Rồi một lát nữa sẽ có cano vô nước. Trong tác phẩm Marco Polo, du ký thương gia người Ý Marco Polo có ghi chép vào năm 1294, đoàn thuyền buôn 14 chiếc của ông trên đường từ Trung Hoa về nước bị một cơn bão nhấn chìm mất 8 chiếc, số còn lại đã dạt vào trú tại Côn Đảo, được ông ghi nhận với tên là Hulekhondur. Giai đoạn từ thế kỷ thứ 15 và thế kỷ thứ 16 có rất nhiều đoàn du hành của người châu Âu ghé qua Côn Đảo. Cuối thế kỷ thứ 17 và đầu thế kỷ thứ 18, các nhà tư bản Anh, Pháp đã bắt đầu để ý đến các nước phương Đông. Nhiều lần các công ty của Anh, Pháp cho người tới Côn Đảo điều tra, dò xét tình hình mọi mặt với dụng ý chiếm Côn Đảo. Năm 1702, tức là năm thứ 12 đời chúa Nguyễn Phúc Chu, đích thân giám đốc công ty Đông Ấn của Anh chỉ huy quân đổ bộ lên Côn Đảo, xây dựng pháo đài và cột cờ. Sau 3 năm, vào ngày 3 tháng 2 năm 1705 thì xảy ra cuộc nổi dậy của lính Macassar, lính người Solways. Đoàn quân Anh phải rời bỏ Côn Đảo. Ngày 28 tháng 11 năm 1783, trong chuyến đem Vương Tử Cảnh và Vương Ấn của chúa Nguyễn Ánh về Pháp, Vigneux de Bien, tức là Bá Đa Lộc, tự đứng ra đại diện cho Nguyễn Ánh để ký với bá tước Dimon Mahon, đại diện cho Louis thứ 16 của Pháp, một hiệp ước tên gọi là Hiệp ước Versailles. Đây là văn kiện đầu tiên nhượng cho Pháp chủ quyền cửa biển Turon và quần đảo Côn Lôn. Cả nhà nha, sau lưng mình là mộ của Võ Thị Sáu. Thì mình vừa thắp hương xong nè, thì những cái nhang này mình đốt mồi dư thì mình sẽ đi cắm cho các anh hùng liệt sĩ ở xung quanh nè. Đây là những cái mộ xung quanh đây nè. Thì mọi người là đang viếng nha. Thì vào đây là phải đăng ký nha. Vì do dịch phải gọi trước chứ họ sẽ không cho vào đâu. Đang chuẩn bị dâng lễ lên cho mộ cô Sáu. Như cái phần mộ nào mà còn tấm bia thì người ta sẽ để lại nha. Rất là nhiều mộ không có tên nha mọi người. Mình vào đây là mình phải gọi cho nghĩa trang trước, rồi mình đăng ký là mình sẽ đến vào cái giờ đó, họ sẽ cho mình sắp xếp mình vào, chứ bạn không gọi trước là họ sẽ không cho vào nha. Tại vì tình hình dịch Covid-19 là không có cho, không có còn cho phép mà
viếng ban đêm nữa. Thì thường hồi trước là mộ cô Sáu ban đêm rất là đông, nhưng mà giờ không cho đi ban đêm nữa. Nên là xung quanh nghĩa trang chỉ có quanh mộ cô Sáu là đông thôi. Mà có dăng dây để giãn cách đi không? Cả nhà đã theo dõi clip của mình nha, nhớ cho mình xin một nút đăng ký và một like nha. Hiện tại mình đang từ trong nghĩa trang của mộ cô Sáu mình đi ra. Xin chào cả nhà.